Yumaju, hay với cái tên thân quen hơn là Uma thú, chúng là một thế lực đến từ lòng đất và là chủng tộc quái vật với âm mưu vấy bẩn hành tinh xanh. Thế nhưng, 10.000 năm về trước, hai tên lãnh đạo của đội nhóm Uma thú là Makin và Kingigon đã từng bị các hộ tinh thiên sứ đời trước phong ấn vào trong một chiếc hộp có tên là Erure. Mãi cho đến thời điểm sau này, khi đoàn Ryusidan của tên Dereputa đã vô tình làm lộ ra chiếc hộp và giải thoát phong ấn cho chúng. Không tính Buredoran thì phe Uma thú gồm có tổng cộng là 15 tên quái vật và được xuất hiện lần lượt từ tập thứ 17 cho đến tập thứ 30. Đa số những tên quái vật này đều sở hữu những thứ năng lực khai thác điểm yếu hoặc thao túng tâm trí của nạn nhân, gián tiếp dẫn đến các hậu quả làm OB trái đất. Về thiết kế và tạo hình của chúng thì đa phần được dựa trên một loại sinh vật không xương, chúng sống trên cạn và kết hợp với một hiện tượng huyền bí. Giống như đám quái vật của quân đoàn Goldstar, các quái thú Uma đều có liên hệ tới một sóng phim kinh dị, siêu nhiên hay là giả tưởng. Đặc biệt là trong tên của chúng cũng có chứa những chữ Hán tự, điều mà liên quan đến chính năng lực của bọn chúng. Bắt đầu từ cái tên của tổ chức là Yumaju, được cho là bắt nguồn từ tựa đề tiếng Nhật của bộ phim Rise of the Gargoyles là Yumani Senju. Đây là một bộ phim kinh dị vào năm 2009, kể về một con quái vật ẩn sâu trong một điện thờ dưới lòng đất. Trong khi đó, chiếc hộp Erure là một phần của cái tên quen thuộc franchise Hellraiser, đó là Herureza, tham chiếu với chiếc hộp câu đố Lament Configuration, đem tới lũ quái vật kinh dị với tên gọi là Cenobites trong bộ phim này. Đầu tiên là tên thủ lĩnh Makin the Blob. Với tham vọng tái định hình trái đất thành một nơi ô uế và khiến con người phải trở nên đau khổ. Mặc dù là kẻ cầm đầu, nhưng Makin lại tỏ ra khá vô tư và coi Kingigon hay là những tên quái thú khác như những người đồng đội hơn là những tên thuộc hạ. Thế nhưng phải công nhận một điều rằng, hắn rất thông minh khi có thể nhận ra sự phản bội của tên Buredoran hay âm mưu toàn tính bắt giam các Gosejar vào trong chiếc hộp Erure. Với cơ thể bầy nhầy giống như một chất nhờn, Makin có thể hấp thụ các đòn tấn công của đối phương và đồng thời phản lại chúng. Thậm chí, hắn còn có thể gia tăng sức mạnh của bản thân nhờ vào quyền năng của chiếc hộp Erure. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu loại cơ thể bị tổn hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài khả năng bất bại, Makin sử dụng rất nhiều các đòn đánh mang mô típ ma pháp liên quan đến các loại độc tố, khói trắng, lơ lửng hay là xúc tu của lê đối thủ nhờ vào cây quyền trợ của chính hắn. Yuma Dynamic chính là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, khi Makin sẽ biến hình thành một khẩu súng thần công và bắn ra một quả cầu năng lượng đầy uy lực, tương tự như vũ khí kết hợp là Gosei Buster của các chiến binh Gosejar. Tạo hình của tên phản diện này được mô phỏng theo hình dạng của một con giun đất kết hợp cùng các khối hữu cơ bí ẩn hay trôi giạt vào các bờ biển trên khắp thế giới. Đám chất nhầy này được gọi là Globster hay là Blob. Tên gọi Makin của hắn có phát âm khá tương đồng với từ McQueen. Đây là họ của diễn viên chính trong bộ phim The Blob năm 1958, hay với tên khác là McQueen Absolute Crisis, với tiêu đề tiếng Nhật là Makin no Zetai no Kiki. Bộ phim giới thiệu về một sinh vật nhầy nhụa đến từ một thiên thạch rơi xuống trái đất, và càng hấp thụ mọi thứ, nó sẽ càng trở nên hung hăng hơn. Rõ ràng là những miêu tả trên hoàn toàn trùng khớp với tên thủ lĩnh Makin. Tiếp theo là tên chỉ huy cấp cao Kingigon the Bigfoot. Tên này chính là người bạn lâu năm của Makin. Mặc dù ấn tượng ban đầu về hắn ta chỉ là một tên cơ bắp và có bản tính kiêu căng và thô lỗ, nhưng thực chất thì hắn ta cũng rất tinh quái và chiến đấu có chiến lược, xứng danh là chiến binh mạnh nhất của Uma thú. Thậm chí ở thời điểm đầu, khi bị Buredoran âm mưu chia cắt với Makin, Kingigon cũng đã nhận ra điều đó và lập ra một kế hoạch chu toàn để vạch trần sự e ngại của kẻ phản bội. Ngoài cơ thể lông lá với đôi bàn chân khổng lồ, Kingigon còn có thể dễ dàng nhận biết với cây song chùy Kingibo, và cách nói chuyện của hắn thường nhấn mạnh một từ nhất định tới 3 lần. Tạo hình của hắn có trọng tâm là loài sinh vật Bigfoot bí ẩn, điểm thêm những chi tiết của loài nhện khổng lồ là Tarantula trên cơ thể. Để dễ liên tưởng tới loài sinh vật bí ẩn là Bigfoot, cái tên Kingigon của hắn cũng được lấy cảm hứng từ một bộ phim kể về một con quái thú khổng lồ khá giống linh trưởng, hay còn được biết tới với cái tên là King Kong. Tiếp đến là quái thú Tomarezu the Tsuchinoko. Hắn là Uma thú đầu tiên được giải phóng bởi Makin và Kingigon. Với âm mưu sát hại những nhân vật có tiếng trong xã hội, khiến cho nhân loại mất đi hy vọng khi thiếu đi những hình tượng đáng tin cậy đó. Khi được hóa khổng lồ bởi những con bọ BB, Tomarezu còn có thể chuyển đổi hình dạng giống như một chiếc xe địa hình Monster Truck nhằm đối đầu với Gosenai trong hình dạng cơ khí. Bên cạnh sức mạnh và năng lực chống chịu vượt trội, khả năng chính của hắn ta là phun ra một loại độc tố khiến cơ thể của con người bị hóa lỏng, và khi thân xác của nạn nhân thấm xuống đất thì sẽ trực tiếp làm gia tăng sự ô nhiễm cho trái đất. Thậm chí, cho dù các Gosejar đã được bảo vệ bởi lớp giáp chiến đấu, nhưng một khi trúng đòn của Tomarezu thì cũng sẽ bị suy yếu và trở nên vô dụng. Lớp da của hắn được điểm thêm chi tiết là vảy của loài rắn gỗ, có khả năng cuộn mình, phản ánh sự cứng cáp của chính Tomarezu. Trong khi đó, nét bọt sát của tên Uma thú này xuất phát từ Tsuchinoko, một loài sinh vật giống như rắn trong văn hóa dân gian của Nhật Bản. Tên gọi Tomarezu của hắn được lấy cảm hứng từ tiêu đề tiếng Nhật là Toremazu của bộ phim Tremors ra mắt vào năm 1990. Cốt truyện của bộ phim soi canh các cuộc tấn công từ những sinh vật giống sâu dưới lòng đất được gọi là Graboids. Điều này hoàn toàn giải thích cho một khả năng đặc biệt khác của hắn, đó chính là đào đất với một tốc độ siêu nhanh. Kế tiếp là quái thú Zebu the Mummy, là tên Uma thú thứ hai được Makin giải phóng.
với tham vọng kiểm soát lấy công nghệ truyền hình hiện đại của nhân loại bằng cách chiếm cả một đài truyền hình. Khả năng chính của dây bừ là tạo ra những chiếc giải băng có thể tẩy não nạn nhân rồi biến họ thành những con rối vô hồn, dễ dàng bị sai khiến. Nguy hiểm hơn là khi được kết hợp với các kênh truyền hình, năng lực quán sẽ ngày càng dễ tiếp cận được nhiều người hơn. Thay vì cuốn băng như sắc gấp thông thường, các chi tiết giải băng của dây bừ được thay thế bằng những con rết trắng quấn quanh cơ thể khô quắt. Tạo hình của dây bừ được mô phỏng theo hình dạng của một con rết kết hợp với hình tượng của một xác ướp. Cái tên dây bừ của hắn đến từ tiêu đề tiếng Nhật là dây ribu của bộ phim Dây Lift năm 1988. Bộ phim kể về một người đàn ông vô danh vô tình nhặt được một chiếc kính dâm đặc biệt và phát hiện ra rằng giai cấp thống trị là người ngoài hành tinh đang che giấu ngoại hình của họ và thao túng mọi người bằng thông điệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này liên hệ tới kế hoạch chiếm quyền kiểm soát đài truyền hình của dây bừ trong tập phim thứ 18 trong Gossager. Còn tạo hình đầu lâu của người ngoài hành tinh trong phim cũng được khắc họa lên cây quyền trượng của tên quái thú Uma này. Kế đến là quái thú Gyemuro the Kappa, là tên Uma thú thứ 3 được xuất hiện. Dựa trên hình tượng là sinh vật Kappa, thường thấy trong văn hóa của Nhật Bản, hắn ta là một trong số ít các tên Uma thú còn sống sót khỏi sự truy lùng của các hộ tinh thiên sứ trước đây bằng cách ẩn náu trong một cái ao. Năng lực của Gyemuro liên quan đến việc thả những sinh vật nhỏ giống như con ve nhằm hút con người vào bên trong, và sau đó những nạn nhân bị bắt cóc cũng sẽ biến thành Kappa và đi hút cạn nước của trái đất. Các đòn đánh mà Gyemuro sử dụng khi chiến đấu với Gossager thường dựa theo kỹ thuật trong bộ môn sumo của Nhật Bản. Cảm ứng thiết kế của tên Uma thú này còn xuất phát từ loài ve ký sinh hay còn được gọi là Bat hoặc Tick. Cái tên Gyemuro của hắn dựa trên tiêu đề tiếng Nhật là Gyemuro Hangan no Kaibutsu của bộ phim The Host năm 2006 của Hàn Quốc. Bộ phim theo chân hành trình của một người cha khi ông đã đi tìm lại đứa con gái bị bắt cóc bởi một con quái vật biến dị nằm trú ngụ ở trong sông Hàn. Không chỉ chia sẻ yếu tố thủy quái mà ở trong tập thứ 19, chính Akuri cũng phải đối mặt với sự đau khổ của một người cha khi con gái của anh ta đã bị Gyemuro bắt cóc đi mất. Tiếp theo là quái thú Pesaranza the Kesaran Pasaran, là thành viên Uma thú thứ 4 được triệu hồi bởi Makin và Kingugon. Nhiệm vụ của tên này là để gây rối chuyện tình yêu của con người. Hắn có thể phóng ra những cục bông nhỏ chui qua tai và tiếp cận tới trái tim của những người đang yêu. Những nạn nhân khi đó sẽ trở nên mất kiểm soát trong tình yêu của họ và sinh ra những thứ cảm xúc tiêu cực nhằm để nuôi dưỡng sức mạnh cho tên Pesaranza này. Thứ cảm xúc yêu thích của hắn chính là tình cảm của con người dành cho mối tình đầu. Bởi vậy mà hắn mới nhắm tới một cậu học sinh ngây ngô khi cậu ta đang muốn tỏ tình với một người bạn cùng lớp trong tập phim thứ 20 của Gossager. Với cơ thể bằng bông được lấy cảm hứng từ yokai Kesaran Pasaran trong văn hóa của Nhật Bản, Pesaranza có thể dễ dàng lơ lửng trong không khí nhằm né tránh các đòn tấn công và thậm chí là có thể phân tách cơ thể của mình ra thành rất nhiều cục bông nhỏ. Để có thể hút được cảm xúc của con người, cơ thể của hắn ta còn được lấy ý tưởng từ loài đỉa trong thực tế với lực hút vô cùng siết và khỏe. Cái tên Pesaranza có lẽ là một sự pha trộn giữa tên của loài sinh vật yokai kể trên và bộ phim Phantom of the Opera năm 1943, hay còn được gọi với tựa đề tiếng Nhật là Operaza no Kaijin. Tiếp đến là quái thú Waraikozo the Gremlin, là tên Uma thú thứ 5 được xuất hiện, mang dạng của một tên tiểu yêu nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và tinh nghịch. Hắn ta chuyên gây rối bằng cách phá hoại các thiết bị điện tử ở Tokyo và gây ra không ít khó khăn cho các chiến binh Gossager. Tuy không sử dụng vũ khí chiến đấu, nhưng tên này luôn mang theo một cặp cờ lê và tua vít để tiện tháo dỡ các thiết bị điện tử. Xét về độ khó chịu thì không khác gì loại bọ chét. Hình mẫu cho tạo hình của Waraikozo được lấy cảm hứng từ một franchise đình đám, đó là The Twilight Zone, hay với tựa đề tiếng Nhật là Towaidaito Zone. Franchise này vốn được chia thành các tập phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm giả tưởng, khoa học viễn tưởng, chủ nghĩa phi lý, hồi hộp kèm kinh dị cùng một số thứ nữa. Phim thường kết thúc bằng một số tình tiết rùng rợn hoặc bất ngờ và thường là các bài học về đạo đức. Nhưng có nhiều liên hệ nhất có lẽ chính là phân đoạn thứ tư của phần phim chiếu rạp năm 1983, xoay quanh một sinh vật sống yêu tình phá hoại động cơ của một chiếc máy bay ngay giữa một cơn mưa rồng. Yếu tố máy bay và cơn rồng dường như là liên hệ tới Eri của không tộc, nhân vật trọng tâm của tập thứ 21 trong Gossager. Kế tiếp là quái thú Uobozu the Nessie. Tên Uma thú thứ 6 này lại chính là một trong những thành viên lâu đời nhất đã từng tham gia các cuộc tấn công ở trái đất ở hàng nghìn năm về trước. Hắn ta vô cùng tự tin khi đã từng đánh bại Gosei, khi đó anh ta còn là Guardian Header, điều mà khiến anh ấy đã bị chôn vùi trong lớp băng lạnh giá. Sau khi bị đánh bại trong quá khứ, Uobozu đã bị trục xuất trong một cái hồ nơi mà hắn không thể động tới những con người vô tội. Cho đến thời điểm sau này, khi đã được giải phóng, hắn ta đã gây ra khá nhiều khó khăn cho các chiến binh Gosager. Năng lực của Uobozu là đánh cắp cái bóng của con người bằng chiếc lưỡi kéo dài của mình, khiến cho các nạn nhân bị tê liệt. Các bộ phận như là cổ hay đuôi của hắn cũng hoàn toàn có thể kéo dài hoặc phát ra sóng xung kích để tấn công kẻ thù. Bên cạnh lối nói chuyện khó hiểu thì tên Uma thú này cực kỳ ghét mây và thường hay than vãn về thời tiết vì điều đó ảnh hưởng đến năng lực đánh cắp bóng của hắn. Có lẽ để tương thích với kinh nghiệm chiến đấu của Uobozu, thiết kế của hắn phức tạp hơn hẳn so với những tên Uma thú đã từng xuất hiện khi có sự lai tạo giữa loài ốc sên và loài cuốn chiếu, trong khi mang theo mô típ của loài thủy quái trong hồ Loch Ness. Cái tên Uobozu của hắn rất có thể được tham chiếu từ hai bộ phim là The Water Horse Legion of the Deep với tựa đề tiếng Nhật là Hotahosu và The Wizard of Oz với tựa đề tiếng Nhật là Ozuno Mahosukai. Bộ phim The Water Horse ra mắt năm 2007 kể về một sinh vật bí ẩn cũng được lấy cảm hứng từ câu chuyện về loài thủy quái bí ẩn là Nessie.
Trong khi đó, sự đoàn kết của các nhân vật khiếm khuyết như bù nhìn rơm không não, người thiếc không tìm và chú sư tử hèn nhát của Miko Berothy chính là sự tham chiếu hoàn hảo cho tình tiết trong tập thứ 22 của Gosager, khi mà các Gosager đã cố gắng chứng minh với Gosenai về tinh thần của một Sentai là như thế nào. Kế đến là quái thú Zygozer Skyfish, là thành viên Uma thú thứ 7 được triệu tập. Ban đầu, tên này thể hiện mình là một kẻ có ý tưởng lớn, thế nhưng lại thiếu tầm nhìn xa. Hắn dự định làm tăng nhiệt độ cơ thể của con người bằng một loại pháo hoa đặc biệt, buộc họ phải sử dụng máy điều hòa không khí, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của hiện tượng nóng lên toàn cầu, và do đó trái đất sẽ tăng tốc độ đốt cháy. Thế nhưng hắn lại không lường trước được việc loài người cũng đang dần ý thức hơn về vấn đề của mẹ thiên nhiên và không ngừng nỗ lực tìm ra những cách giải nhiệt thân thiện hơn với môi trường vào mùa hè. Mặc dù mang cái tên là Skyfish tưởng chừng như liên quan đến sông nước, nhưng tên Uma thú này lại để lộ ra một nhược điểm, đó là hắn rất sợ nước sau đòn Breath Shower của Hide. Còn các đòn tấn công của riêng hắn thì lại liên quan đến các tia lửa chứ không phải nước. Tạo hình của Zygo được dựa trên một loại côn trùng dính kết hợp với một khái niệm được biết tới là Skyfish, cá bầu trời. Skyfish là những vật thể trực quan, thường xuất hiện kéo dài trong những tấm ảnh chụp hay những đoạn video được quay lại. Một số người ủng hộ giả thuyết huyền bí cho rằng chúng là dạng sống ngoài trái đất, sinh vật ngoài không gian hoặc UFO rất nhỏ. Tuy nhiên, hiện tượng này có thể xuất phát một cách tự nhiên trong bất cứ video hay ảnh chụp ngoài trời nào, bắt nguồn từ hiện tượng ảo ảnh quang học do chuyển động mờ. Đặc biệt là những vết lưu ảnh của côn trùng khi chúng đập cánh đều nên phản ánh đến những chi tiết màng mỏng trong suốt những cánh côn trùng trên khắp cơ thể của tên Zygo. Với cái tên Zygo cũng như một cách nói lái xuất phát từ tựa đề tiếng Nhật là Parasite của bộ phim The Faculty năm 1998. Nhưng trái ngược với tính sợ nước của Zygo, con ký sinh trùng trong bộ phim này lại cực kỳ cần nước để sống. Tiếp theo là quái thú Cemetery the Broken Spectre, là tên Uma thú thứ 8 được lộ diện và được triệu hồi bởi Bure Doran. Mục đích mà hắn tạo ra các ảo ảnh là để nhằm đánh lạc hướng các chiến binh Gosager, trong khi Bure Doran tiếp cận với Aberre Header. Đó lại là cái bẫy do chính tên Uma thú này sắp đặt nhằm để dụ các chiến binh Gosager tới và phá bỏ phong ấn mà các tiên sứ đời trước tạo nên. Cemetery có thể cận chiến với đôi móng vuốt và sử dụng ảo ảnh để đánh lừa đối phương. Nhưng sau khi được Bure Doran truyền cho năng lượng của Aberre Header, những ảo ảnh của hắn được triệu hồi sau lớp sương mù này đã được thực thể hóa và sức mạnh còn đã nhỉnh hơn chút so với các phiên bản gốc. Tạo hình của Cemetery được dựa theo một loại nhện chân dài, còn năng lực ảo ảnh của hắn thì liên quan đến hiện tượng bóng ma Broken. Hiện tượng này lần đầu được phát hiện ở dãy núi Broken ở Đức và làm cho bóng của người quan sát có thể bị phóng to đến kích thước khổng lồ và sẽ đổi bóng lên một đám mây hay sương mù có mật độ phù hợp, sinh ra hào quang giống như cầu vồng. Cái tên Cemetery này là sự kết hợp giữa tựa đề tiếng Nhật là Peto Cemetery của bộ phim Pet Cemetery ra mắt năm 1989. Dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Stephen King, theo chân gia đình Creed và những câu chuyện kỳ bí về hồi sinh người chết liên quan đến nghĩa địa thú cưng. Tiếp đến là quái thú Saraguareteru the Fairy. Tên Uma thú thứ 9 này cũng được mang hình dạng của một tiểu yêu, à có khả năng thao túng tâm trí của nạn nhân với những ảo vọng của chính họ. Trong tập phim thứ 25, lợi dụng nỗi nhớ nhà của Monet, Saraguareteru đã sử dụng bụi tiên vàng để đưa cô rơi vào ảnh của ả ta. Thậm chí, tên quái vật này còn có thể cải trang và hóa thân thành mẹ của Monet với âm mưu làm cho Gosegello biến mất. Khi được hóa khổng lồ bởi con bọ BB, Saraguareteru còn có thể hóa thân thành Hyper Redas để chiến đấu với đội nhóm Gosegello. Phụ thuộc khá nhiều vào năng lực ảo ảnh cùng với những đòn năng lượng tấn công từ xa, ta có thể thấy khả năng cận chiến của tên quái thú này thực sự không có gì quá nổi bật, nhất là khi ả ta chỉ thực sự hiện nguyên hình vào nửa sau ngắn ngủi của tập phim. Tạo hình từ những chiếc lá không khó để ta có thể liên tưởng tới loại bọ lá, cũng vô cùng nổi tiếng với khả năng ngụy trang trong tự nhiên. Bộ phim mà cái tên Saraguareteru được lấy cảm hứng chính là Fairy Tale: A True Story, với tựa đề tiếng Nhật là Fairyteru, ra mắt vào năm 1997. Cốt truyện của phim diễn ra vào năm 1917 ở Anh và theo chân hai đứa trẻ, những người đã sớm chụp một bức ảnh được cho là bằng chứng khoa học đầu tiên về sự tồn tại của các nàng tiên. Trong phim còn có sự xuất hiện của hai nhân vật rất nổi tiếng, đó là nhà văn Arthur Conan Doyle và nhà ảo thuật gia là Harry Houdini. Họ đều là những vĩ nhân của lịch sử nhân loại, có kiến thức uyên thâm và luôn vạch trần những mánh khóe hay chiêu trò lừa đảo trong thiên hạ. Còn chữ Saraguare trong tên gọi của tên quái vật này là cách chơi chữ của từ Saraguareru, có nghĩa là bắt cóc. Kế tiếp là quái thú Hitozo Tengu, là tên Uma thú thứ 10 được xuất hiện và là một tên Uma thú chuyên theo đuổi tiếng cười của con người. Hắn ta dễ bị thu hút bởi những nơi ngập tràn tiếng cười, chẳng hạn như những buổi biểu diễn hài kịch. Sự nguy hiểm của tên này đến từ chiếc hồ lô mà hắn luôn mang theo bên mình, với khả năng bắt nhốt bất cứ ai tạo ra tiếng cười. Và quy luật này cũng không ngoại trừ hắn ta hay là các Uma thú khác. Dù từng nhiều lần bị dồn đến chân tường, nhưng sự nhây của Hito cũng đã có lần cứu hắn thoát nạn. Tuy nhây là thế, nhưng trong chiến đấu, cặp quạt lông vũ mà được trang bị trên cánh của tên này khá là hữu dụng, khi có thể vừa tạo ra những cơn gió lớn để thổi bay kẻ thù, mà lại vừa có thể cú lét buộc họ phải cười và phải chui vào cái hồ lô của hắn. Để đối đầu với Hito thì cần những con người có một ý chí sắt đá như là thanh niên nghiêm túc Hide và chiến binh không cảm xúc như Gosena chẳng hạn. Tên Uma thú này có sự lai tạo giữa loài bò cạp và hình tượng Tengu. Đây là một yokai cũng phổ biến tại Nhật Bản với khuôn mặt đỏ cùng chiếc mũi dài chuyên tạo ra những cơn gió lớn. Cái tên Hito của hắn được xuất phát từ tựa đề tiếng Nhật là Ito của bộ phim It năm 1986. Đây cũng là một tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Stephen King.
Câu chuyện xoay quanh một sinh vật ngoài hành tinh thường mang dạng của một chú hề, nhưng trái với hình ảnh thân thiện hay đem tới tiếng cười, thì sinh vật này lại có thể biến hóa khôn lường thành những hình dạng kỳ dị để nhằm khai thác nỗi sợ của nạn nhân và rồi bắt cóc họ. Kế đến là quái thú Yogon the Ninja, là thành viên Umatu thứ 11 được triệu tập. Yogon mang dạng của một sinh vật nhân ngư có trong truyền thuyết của Nhật Bản, và hắn còn là một người bạn cũ rất thân thiết với tên chỉ huy King Gugon. Hắn ta có thể gắn những vỏ sò nhỏ lên cổ của đối phương thông qua các đòn tấn công bằng nước. Những vỏ sò này còn có thể khiến cho nạn nhân bị dày vò bởi những khuyết điểm đáng xấu hổ được dàn dựng, nhưng những lời ác ý từ những người bạn xung quanh dẫn đến sự hoài nghi của bản thân và sự đổ vỡ trong các mối quan hệ. Bede Doran cũng từng lợi dụng năng lực này để cố gắng chia rẽ nội bộ giữa hai tên cầm đầu là Makin và King Gugon. Về năng lực thì Yogon còn có thể di chuyển qua lại hoặc ẩn nấp thông qua các vũng nước trên mặt đất. Thiết kế của Yogon được dựa trên một loại côn trùng có tên gọi là bọ bạc với lớp vỏ xám ánh kim cùng với chuyển động hơi giống cá. Như đã nói ở trước đó, Yogon được phỏng theo loài sinh vật nhân ngư hay là Ningyo, nhưng khác với các nàng tiên cá của Disney, Ningyo của Nhật Bản có hình dạng xấu xí hơn với phần cá chiếm nhiều hơn phần người, và thịt của chúng còn được đồn đoán là có thể đem tới sự trường sinh bất lão. Cái tên Yogon của hắn được xuất phát từ tựa đề tiếng Nhật của một bộ phim kinh điển, đó là Creature from the Black Lagoon, ra mắt năm 1954, hay với tựa đề tiếng Nhật là Dai Amazon no Han Gyojin, kết hợp cùng với franchise Yogon của Nhật Bản, bắt đầu từ năm 1998. Yogon được truyền cảm hứng bằng cách kết hợp hình tượng sinh vật lưỡng cư hình người từ Black Lagoon cùng với những lời nguyền sinh ra từ sự phẫn nộ của thương hiệu Yogon. Tiếp theo là quái thú Pikarime the Shakokidogu. Đây là thành viên Umatu thứ 12 được lộ diện. À là một người bạn cũ của Makin với tính cách khá trẻ con và thường gọi tên Makin bằng một cách trìu mến, đó là Makisama. Mục đích mà ta được xuất hiện chính là để giúp đỡ cho Makin sau khi tên chỉ huy King Gugon đã biến mất sau thất bại trước các Gonsager. Pikarime tẩy não những người dân trong thành phố bằng thứ ánh sáng phát ra từ cặp mắt to lớn của ả và khiến cho họ rơi vào trạng thái vô cảm, mất đi động lực sống. Giờ đây họ như con rối của tên Umatu này. Với âm mưu chủ chốt quả là sai khiến họ gieo mình xuống biển từ một vách đá cao. Tuy thân hình có chút bụ bẫm, nhưng Pikarime lại cho thấy sự linh hoạt và kỹ năng sử dụng cặp song kiếm quả có phần vượt trội hơn cả Gosenai. Điều này phản ánh hình tượng loài kiến có trong thiết kế của Pikarime, tuy nhỏ mà có võ. Một hình tượng khác dễ nhận thấy hơn đó là búp bê Dogu, hay ở đấy là Shakokidogu, một biến thể mắt to của Dogu. Đây là những con búp bê nhỏ bằng đất sét được tạo ra từ thời kỳ Jomon, từ khoảng năm 14.000 trước công nguyên của Nhật Bản. Tựa đề tiếng Nhật của bộ phim Village of the Damned năm 1995 là Mikaku Kukano Kyofu Hikarime, chính là ý tưởng cho cái tên Pikarime của hắn. Đây là một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng xoay quanh một đám trẻ con vô nhân tính với siêu năng lực sẵn sàng ám hại cả những người thân của mình và người đàn ông tên Alan với nỗ lực giải quyết mối hiểm họa đến từ lũ nhóc này. Điều mà tham chiếu đến tình tiết trong tập thứ 28 trong Gosager, khi vị tiến sĩ Amichi cũng đã cố gắng để giải thoát cho đứa con trai của mình là Nozomu để cậu ta có thể thoát khỏi năng lực tẩy não của Pikarime. Thậm chí âm mưu nhảy xuống biển của ta cũng có liên hệ tới cảnh của một bé gái trong bộ phim tham chiếu khi cô nhóc cũng đã ép mẹ mình phải nhảy vực. Cuối cùng là tên quái thú Em Game The Baku. Tên này chính là thuộc hạ cuối cùng của tổ chức Umatu được xuất hiện trong tập thứ 30 của Gosager. Ban đầu hắn ta chỉ có thể ăn những giấc mơ của con người khi ngủ, nhưng nhờ vào quyền năng của chiếc hộp Erude mà tên quái thú này đã có thể đánh chén luôn cả linh hồn của họ. Khi đó ở thắt lưng của Em Game như được trang bị một chiếc đai lưng của những đồ vật hạng nặng. Những nạn nhân sau đó đã trở nên hôn mê và cơ thể của họ mọc ra những chiếc rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Không lâu sau, những chiếc rễ này sẽ phát triển vượt trội hơn nữa và khiến cho trái đất bị thối rữa từ bên trong. Bên cạnh một bộ dao và rĩa dành cho một quý ngài sành ăn, thì Em Game còn có thêm một tấm vải đấu bò để phù hợp với tạo hình của một đấu sĩ bò tót của mình. Tạo hình của tên này được dựa trên một loài giun nhung kết hợp cùng hình tượng của một yokai chuyên ăn giấc mơ từ Nhật Bản, đó là Baku. Cái tên Em Game của hắn được xuất phát từ tựa đề tiếng Nhật là Erumu Gai no Akumu của bộ phim A Nightmare on Elm Street ra mắt vào năm 1984. Bộ phim kể về một tên sát nhân máu lạnh và bệnh hoạn xuất hiện trong những giấc mơ của nạn nhân. Vậy là trên đây, mình đã làm xong tổ chức phản diện Umatu trong series Gosager rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.